Hẹn sớm đi. Nơi này hẹn nhau 8:30 cùng đến thì có phạt tiền. 8:30 không có mặt là nó phạt tiền. Đóng 100.000. Thank you.
Nó còn một cái đôi quân Việt mà đéo thấy ra nhỉ? Đi Sơn La rồi. Hả? Đi Sơn La. Ôi! Đi Sơn La anh. Anh bảo đây. Ai đi Sơn La? Biết được Yeah.
Qua thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gì đây? Hả?
Thank you.